F0 khỏi bệnh được tiêm vaccine trước 6 tháng, bão Rai cách đảo Sông Tử Tây 250 km, giật cấp 17. Bộ Y tế cho phép tiêm vaccine mũi thứ 3 sau mũi thứ 2 3 tháng. F0 khỏi bệnh được tiêm vaccine sớm không còn chờ 6 tháng. Bà Rịa Vũng Tàu có nguy cơ lây lan dịch. Bão số 9 cách đảo Sông Tử Tây 250 km là những tin đáng chú ý sáng ngày 18 tháng 12. Cho phép tiêm vaccine mũi 3 sau mũi 2 3 tháng. Ngày 17 tháng 12, Bộ Y tế cho phép rút ngắn khoảng cách tiêm liều nhắc lại xuống còn 3 tháng, thay vì 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản mũi 2. Còn đối với những người đã mắc Covid-19, Bộ Y tế yêu cầu tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định. Đây là điểm mới nhất của hướng dẫn, vì trước đây, người sau khi khỏi Covid-19 được yêu cầu chờ 6 tháng sau mới được tiêm vaccine. Vaccine sử dụng để tiêm bổ sung và nhắc lại là vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt, liều lượng tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và đã được Bộ Y tế cho phép. Bộ Y tế cho biết trung bình một ngày cả nước tiêm từ 1 đến 1,5 triệu liều vaccine. Bão số 9 cách đảo Sông Tử Tây 250 km, gió giật cấp 17. Lúc 4 giờ sáng nay ngày 18 tháng 12, vị trí tâm bão cách đảo Sông Tử Tây khoảng 250 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, từ 150 đến 165 km/h, giật cấp 17. Dự báo trong vòng 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Đến 4 giờ sáng ngày 19 tháng 12, vị trí tâm bão ở cách Phú Yên, Khánh Hòa khoảng 250 km về phía đông, giật cấp 16. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 4 giờ sáng ngày 20 tháng 12, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng, Quảng Nam khoảng 200 km về phía đông, giật cấp 14. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu dần. Đến 4 giờ ngày 21 tháng 12, vị trí tâm bão ở trên vùng biển Đông phía đông Hải Nam Trung Quốc, giật cấp 9. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bà Rịa Vũng Tàu có nguy cơ lây lan dịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, ngày 17 tháng 12, tỉnh này ghi nhận 258 ca ghi mắc Covid-19. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, địa phương này cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng số ca mắc mới ghi nhận ngoài cộng đồng vẫn tăng cao, hiện hữu nguy cơ lây lan và bùng phát dịch bệnh. Do đó, các địa phương phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, xây dựng kịch bản ứng phó phòng chống dịch, tiếp tục chủ động các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao hệ thống cơ sở y tế. Thành phố Hồ Chí Minh xin hỗ trợ khoảng 3.000 nhân viên y tế, Bộ Y tế nói gì? Hiện dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu gia tăng, tỷ lệ F0 nặng ở mức cao. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã có văn bản khẩn kiến nghị Bộ Y tế xem xét tiếp tục hỗ trợ bổ sung thêm 3.000 nhân viên y tế để tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, chúng tôi đang làm việc cụ thể với Thành phố Hồ Chí Minh về nguồn nhân lực hỗ trợ cụ thể còn bao nhiêu bác sĩ điều dưỡng hỗ trợ tầng nào. Bộ chỉ có thể cử lực lượng chi viện hỗ trợ tầng 3, còn phía cơ sở thành phố còn có sự điều chỉnh cho phù hợp. Cũng theo Thứ trưởng Sơn, không chỉ Thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều địa phương cũng kiến nghị Bộ Y tế cử lực lượng hỗ trợ. Tuy nhiên, nhân lực của Bộ Y tế cũng có hạn, chỉ có thể hỗ trợ ở tầng cao nhất. Yêu cầu Ninh Bình thu hồi văn bản cách ly người về từ Hà Nội. Hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp, mỗi ngày có hàng trăm ca mắc mới. Thực tế, trong thời gian gần đây, tại Ninh Bình đã ghi nhận một số chuỗi lây nhiễm cộng đồng có nguồn lây từ Hà Nội. Do đó, tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu người từ Hà Nội về Ninh Bình, dù ở cấp độ dịch nào vẫn phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2, có kết quả âm tính mới được sinh hoạt làm việc bình thường. Chiều ngày 17 tháng 12, Bộ Y tế có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về thực hiện nghị quyết số 128 trong phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình thu hồi văn bản số 3529 về nội dung nêu trên. Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình báo cáo kết quả xử lý gửi Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia trước ngày 19 tháng 12 năm 2021. WHO ra khuyến nghị về tiêm trộn vaccine Covid-19. Ngày 16 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ra khuyến nghị tạm thời về tiêm trộn và kết hợp các loại vaccine Covid-19 của các hãng dược khác nhau cho cả liều thứ 2 và liều thứ 3. Theo đó, tùy vào tình trạng sẵn có, vaccine công nghệ mRNA như của hãng Pfizer và Moderna có thể được sử dụng làm liều tiếp theo sau những liều ban đầu bằng vaccine công nghệ vector virus của hãng AstraZeneca và ngược lại. WHO cũng cho biết vaccine AstraZeneca và vaccine công nghệ mRNA có thể được dùng sau những liều ban đầu vaccine bất hoạt của hãng Sinopharm. Tuy nhiên, WHO cho biết việc tiêm trộn và kết hợp các loại vaccine Covid-19 như vậy còn tính đến nguồn cung, khả năng tiếp cận và những lợi ích cũng như rủi ro của các loại vaccine Covid-19 đang được sử dụng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video
để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.